Xin chào quý vị và các bạn. Vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao. Số điện thoại liên hệ là 0163 5305 982 hoặc là 0989 177 982. Mình tên là Thao. Địa chỉ ở cổng trại đà điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mình có văn phòng để giao nhận chim thuộc số 17 trên 2 ngõ 35 đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Văn phòng thì có cái tổng đài là 0979 888 000 hoặc là 0466 802 802. Văn phòng thì rất gần bến xe Mỹ Đình. Về cái quan điểm kinh doanh của bên mình là bảo vệ uy tín và giữ chọn niềm tin với khách hàng, có nghĩa là có bảo hành và thương lượng khi mà giao chim, đổi chim để làm sao cho khách hàng được thỏa mãn. Cái Facebook của bên mình thì các bạn có thể search theo cái tiêu chí của cái Gmail là máy tính ba vì a@gmail.com hoặc là chim cu gáy hay. Còn Zalo thì các bạn search theo cái tiêu chí là 0163 5305982. Và cái tài khoản giao dịch của bên mình là tài khoản Agribank Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Ba Vì. Chủ tài khoản là Vũ Văn Thao, số tài khoản là 2210 205 156 681. Thì cái bảng giá gợi tham khảo cho các bạn ở đây là chim cu gáy non thì dao động 500 ngàn trên một đôi. Chim cu gáy bố mẹ sinh sản dao động 2 triệu trên một đôi. Chim cu khách dao động từ 1,5 triệu trên một con. Chim cu non Nhật Pháp thì dao động 300 đồng 300.000 trên một đôi. Chim cu giống bố mẹ Nhật Pháp thì dao động 800 ngàn một đôi. Chim gáy màu hồng thì các bạn có thể liên hệ. Chim gáy màu xanh hoặc là cái hình thức giao hàng thì các bạn có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là khách hàng chuyển khoản qua cái Agribank và để lại số điện thoại, địa chỉ, thì văn phòng tại Hà Nội của mình sẽ tìm nhà xe và phân phối tìm gửi chim về địa phương các bạn. Nhà xe sẽ gọi điện trước cho các bạn. Hình thức thứ hai là các bạn tự tìm nhà xe đi từ nơi các bạn về đến trung tâm Hà Nội, Mỹ Đình hoặc là Gia Lâm, Gia Bát, thì bên mình sẽ ra và trao chim cũng như nhận tiền qua nhà xe. Hình thức thứ ba rất khuyến cáo các bạn đến tận nơi trại chim của mình để một là tham quan, hai là sẽ được giảm giá bớt cho cái tiền anh em xăng xe đi lại. Thì trên đây là cái thông tin của cái trại chim của mình. Mình tên là Vũ Văn Thao, hy vọng rằng sẽ cung cấp được những cái thông tin chính thống và đem lại những con chim cu giống thật sự là có giá trị cho cuộc sống cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và đăng ký kênh của mình. Hãy nhớ hàng ngày mình liên tục tìm tòi và ra những video mới nhất. Cảm ơn các bạn, thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.
0163 53 05 982. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hãy nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo về chủ đề con chim đa đa và con chim cu gáy. Uh-oh.